các bác. Sau đây kênh chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm trò chơi này rất là bổ ích cho các bé chơi vào hè năm nay. Mặt hàng này đang được bán chạy rất là nhiều trên mạng do các công ty sản xuất rất là đẹp. Chúng tôi dựa theo các mẫu mã và bi và gậy chúng tôi có mua của các thương hiệu. Còn về cơ bản mẫu bàn này chúng tôi sử dụng nguyên vật liệu là gỗ tự nhiên và vải dày. Với kích thước của bàn chiều rộng 70cm, chiều dài là 130cm và chiều cao là 60cm. Về cơ cấu của bàn thì có thể tháo lắp được để chúng ta sau khi chơi một thời gian hỏng, chúng ta có thể tháo ra chúng ta thay lị, thay băng. Về cơ cấu chân bàn thì có thể tháo lắp ra được và chơi theo đứng hoặc là bệt. Bệt chúng ta có thể xài trong phòng khách và chơi đứng thì để ở bên ngoài thì cho các bé tiện chơi. Trò chơi này có thể thu hút được rất là nhiều các bé trẻ có thể chơi và tư duy, có thể chơi cùng người lớn được. Và sau đây là quá trình hoàn thiện và làm các bước của chúng tôi. Rất mong được sự góp ý của các bác. Xin chân thành cảm ơn.